Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử sổ số Đài miền Nam thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Sổ số miền Nam hôm nay có các đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.